Trong đời này á, mình gặp một cái người nào đó, mình chăm sóc họ, mình thương mến họ như thế nào đó, đều phải có cái tương duyên. Tự nhiên mình có cái cảm tình, mình có cái cảm mến, mình lo lắng cho người đó. Và đồng thời á, ngay cả vợ chồng, có nhiều khi mình thấy có những người vợ chồng, chồng bệnh, vợ cũng không quan tâm nhiều, hay là vợ bệnh chồng không quan tâm nhiều, nhưng có những người vợ bệnh chồng chăm sóc rất nhiều. Như vừa rồi Pháp Hòa đi một cái đám tang, thì cái cô Phật tử này cũng bị bệnh mấy chục năm, và người chồng là cái người chăm sóc cổ suốt mấy chục năm nay. Mà ai cũng nghĩ rằng cổ là người phải đi trước, tại cổ bệnh mà. Vậy mà không ngờ đùng một cái ông phát hiện bệnh, đưa vào bệnh viện rồi nói là ông bị ung thư thời kỳ cuối. Thành thử ra con thang rưỡi chết. Giờ ông đi rồi còn người vợ ở lại. Thế nên mình biết rằng tại sao người có những người nam, người ta có cái sức chịu đựng, chăm sóc cho vợ rất là chu đáo, từ miếng ăn, giấc ngủ, mọi thứ hết, đều có cái tương duyên hết. Rồi thí dụ như giờ mình là người, dĩ nhiên mình là người bệnh, mình cũng ngại lắm. Mình thấy mình sống vô tích sự quá, mình làm phiền người khác. Nhưng mà không có phiền gì hết, người đó sẵn lòng. Tại sao? Tại vì cái, nếu mình nói theo cái nghiệp đó, đó là cái duyên nghiệp của mình với người đó. Người đó tự động làm bằng hết tâm hết ý. Còn nếu mình nợ oán là làm mà dằn vặt rồi mắng la khó chịu, con đang nay người ta tình nguyện, người ta vui. Cho nên Đức Phật vì những cái tâm lý đó, Đức Phật có dạy trong những cái bài kinh đó, khi mình là một người bệnh, mình được sự chăm sóc thì mình phải làm gì đối với người chăm sóc mình. Rồi ngược lại, mình là người chăm sóc người bệnh, mình phải hiểu tâm lý người bệnh như thế nào để mình chăm sóc. Đức Phật dạy kỹ như vậy trong kinh đó. Và quý vị muốn biết những cái bài kinh đó, có một lần Pháp Hòa tìm tòi được những cái bản kinh đó, là Pháp Hòa có kết hợp lại vài bài kinh như vậy đó trong một cái buổi nói chuyện ở tại Boston. Hình như là cái bài giảng đó tên là bệnh và người chăm sóc. Tức là người bệnh và người chăm sóc bệnh, cả hai đều phải có những tâm lý. Mình là người bệnh thì mình cũng có những cái khó chịu nơi thân mình, nhưng ngược lại mình cũng phải có những cái thực tập để cho cái người chăm sóc bệnh của mình người ta nhẹ nhàng. Và ngược lại, mình là người chăm sóc bệnh, dù có cực nhưng mà không có khổ bằng cái người chịu bệnh. Cái người chịu bệnh ta khổ, còn mình chỉ có cực thôi. Và cái cực của mình so với cái người, cái đau bệnh trên thân thể người bệnh không bằng, chứ phải có tâm lý đó. Rồi nhiều khi trong đời này mình vào trong một cái ngôi chùa mình tu với nhau cũng là cái duyên, cái duyên hết đó, chứ không phải bình thường đâu. Rồi bây giờ mình qua đến cái đoạn kinh ở trang 457 tiếp theo. Quý vị nhìn xuống đoạn thứ hai của trang 457 ha. Lúc đó vua Đế Thích và vô lượng thiên chúng hết sức vui mừng. Có 48,000 chư thiên phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, phát tâm xong rồi trỗi thiên nhạc, cúng dường Như Lai, đoạn trở về cõi trời. Tại sao các vị này tán thán như vậy? Tại vì một cái lời nói của Đức Phật ngắn gọn ở trên cái đoạn đó này. Đây, cho nên Bồ Tát trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, ơn tuy nhẹ nhưng cũng lo đền đáp, cho đến khi thành bậc chánh giác mà lòng thường không quên. Ở trang 457 đoạn trên chút đó, khúc cuối đó, đoạn đầu đó. Cho nên Bồ Tát trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, ơn tuy nhẹ nhưng cũng lo đền đáp, cho đến khi thành bậc chính giác mà lòng thường không quên. Phật nói câu đó thôi, thì lúc đó Thiên Đế Thích, tức là vua trời đó, và vô lượng thiên chúng hết sức vui mừng. Có 48,000 chư thiên phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, phát tâm xong rồi trỗi thiên nhạc, cúng dường Như Lai, đoạn trở về cõi trời. Lời nói đó
các vị, làm cho các vị tâm bừng sáng. Phật bảo ngài A Nan rằng: nếu người thiện nam thiện nữ biết ơn, muốn báo ơn thì phải làm bốn việc sau đây. Mình là người muốn biết ơn, muốn đền ơn phải làm bốn việc. Một, phải gần gũi bạn hiền. Hai, phải dốc lòng nghe pháp. Ba, phải suy nghĩ nghĩa lý. Bốn, phải đúng như pháp mà tu hành. Mình muốn đền ơn cho ai á, nhiều khi mình đâu cần làm gì đâu, chỉ cần mình gần người tốt là đủ rồi. Tại sao vậy? Mình gần người tốt thì mình học cái tốt, mình học cái tốt thì mình làm người tốt, mình không làm người xấu mình khỏi phiền. Ví dụ bây giờ mình thương cha thương mẹ, mình nhớ ơn cha mẹ đi, mình muốn đền ơn cha mẹ làm gì đây? Đâu phải cho không nhiều khi á, ngoài cái chuyện mà dâng cơm dời nước cho ăn cho mặc gì, thật sự cái mà cha mẹ cần nhất là gì? Muốn con mình tốt, muốn con mình gần người tốt, học cái tốt. Mà đi đâu mà nghe người ta khen con mình cái thôi, trời ơi, mừng giống như là mình trúng số vậy đó. Thiệt tình là như vậy. Mà nếu như mà đi đâu mà người ta gặp mình, ta nói sao con chị nó không giống chị vậy? Con anh nó giống anh vậy, là mình ta đâu cần nói nhiều. Người ta chỉ nói một câu đó là thôi, là mình cũng bể mặt rồi. Phải không? Thành thử ra phải gần gũi bạn hiền để làm gì? Để học cái đó. Mà học được cái đó thì sao? Tự nhiên cha mẹ yên tâm. Bây giờ ví dụ như á, mình nói mẹ cho con đi chơi với đứa bạn đó nha. Mẹ mình biết cái đứa đó là ai, yên tâm cho đi. Mà hễ mà mình nghe tên đi với cái đứa nào mà mình biết cái đứa đó không tốt coi, rầu lắm. Tại sao? Tại vì thế thường là vậy, mình gần đâu mình nhiễm đó. Cái người mình có tốt nhưng mà mình đâu phải là bình thường, mình lâu ngày nó lan nó nhiễm. Cho nên Đức Phật hay nói cái chuyện là một hôm mà ngài A Nan đi vào trong cái chợ cá đó, Đức Phật nói ngài A Nan lấy cái tay bóc một con cá thôi rồi thả xuống, rồi ngửi tay coi tanh cái mùi cá. Rồi giờ cái tay nó tanh quá làm sao, lát đi đến cái chỗ kia có cái chỗ người ta làm hương, lấy cái tay trộn cái tay mình vô bột hương, lát ngửi lên thơm mùi nhang. Thì Đức Phật đưa một cái ví dụ đó để cho mình biết rằng hãy mình đụng chạm vô cái gì thì nó có ảnh hưởng cái mùi đó. Mình đi bây giờ mình tắm rửa sạch rồi nè, mà mấy cô ở dưới mà chiên chả giò, chiên đậu hũ, chiên gì coi, lát mình lên người mình dính dầu, mặc dù mình không có nấu, mình không có gì hết trơn á, chỉ đi rảo vài vòng thôi là ăn lát là lên là người giàu ăn không, mà ngồi hết là hăng 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 cái mùi đó lên. Cho nên người nào mà mới đi chùa về biết liền à, áo có mùi nhang. Cho nên á, gần gũi bạn hiền. Mà mình gần bạn hiền rồi, mình làm cho cha mẹ đỡ lo, mình làm cho cái người đó đỡ lo lắng. Tại vì mình người ta biết mình đi với người tốt, người hiền. Điều thứ hai là phải dốc lòng nghe pháp. Cái chữ nghe pháp ở đây á, nó cũng không nhất thiết phải là Phật pháp. Chữ bị gì, chữ pháp nghĩa là gì? Là chân lý, là lẽ thật. Cho nên khi mình quy y pháp á, nghĩa là nương tựa vào chân lý, nương tựa vào lẽ thật, nương tựa vào con đường chân chánh, gọi là chánh pháp. Vậy thì chúng ta gần người hiền thì chúng ta nghe được cái chân lý, cái đạo lý, cái lời lành, lời tốt. Chứ không nhất thiết là nói ở cái mình tôi đâu phải đạo Phật đâu tôi nghe pháp. Dạ không, cái gì hay mình nghe, tại vì cái đó là pháp. Cái chữ pháp nó nghĩa vậy đó, nghĩa pháp nghĩa là chân lý, là lẽ thật. Pháp là con đường giờ dẫn cho mình đi tới nơi tới chỗ. Bây giờ mình nhớ là khi Pháp Hòa chia sẻ gì, mình đặt có những cái chuyện là mình đừng có dính vào cái chuyện là đạo này với đạo kia. Tại vì đạo nào cũng muốn nghe cái tốt hết á. Và bất cứ người cha người mẹ nào cũng muốn con mình học cái tốt hết. Thì dốc lòng nghe pháp ở đây là nghe cái chân lý, nghe cái lẽ thật. Đó là văn tuệ. Nếu nói theo Phật học là văn tuệ.
trí tuệ để chúng ta nghe pháp. Thứ hai là gì? Thứ ba là gì? Phải suy nghĩ nghĩa lý. Cái này gọi là gì? Tư tuệ. Văn là tư đó. Tại vì tư là gì? Là suy nghĩ. Mình nghe xong mình phải đắn đo, phải suy nghĩ. Cái điều đó, thí dụ mình tiếp nhận một cái lời dạy, nhưng mình biết mình đem về nhà mình ứng dụng như thế nào để cho nó linh động, nó phù hợp với hoàn cảnh. Chứ không phải ta nói vậy. Ví dụ như ta dạy mình á, nấu chè 5 kg nếp, bao nhiêu lon chè, bao nhiêu đậu. Trời đất ơi, về nhà có 2 người à, mua 5 kg nếp gì nấu. nó dạy tôi vậy đó. Ta dạy cái công thức vậy. Còn mình về nhà mình phải nhân chia, đông đo để biết cái số lượng người ăn chứ. Hồi đó các vị nấu ăn á, nấu ít ít, nấu quen. Ví dụ nấu 2 người ăn, 4 người ăn được. Mà bữa nào lên tới mấy chục người là bắt đầu không biết tính. Pháp Hòa mới nói cái phần căn bản. Và nói thật sự bây giờ mình nấu ăn á, mình là không phải dân chuyên môn mà bao nhiêu gram đường, bao nhiêu gram muối phải không? Nhưng mà mình nấu ăn á, mình phải nhất là mình làm cho đại chúng. Mình phải có một cái công thức căn bản. Rồi mình rút kinh nghiệm. Ví dụ Pháp Hòa bày cho mấy chú nấu canh. Hồi đó nấu canh á, ở trong chúng mà lần 200-300 người ăn mà nấu bữa nào cũng thiếu hết trơn á. Cái Pháp Hòa nói có gì đâu khó. Bây giờ mình không biết canh phải không? Mình đo đi. Bây giờ mỗi người 1 chén canh. Thì nếu không biết thì quý vị cứ múc 200 người múc 200 chén nước trước. Rồi sau đó dư thêm vài chén, trừ hao cái chuyện gọi là ai ăn thêm hoặc là mình nấu nó bốc hơi. Đó là mình trừ hao. Nếu có dư cũng không dư quá nhiều, phải không? Mà không thiếu. Và từ đó về sau là trong chú nấu ăn đó là, rồi Pháp Hòa mới nói bây giờ quý huynh đệ mình căn bản nè. Thí dụ bây giờ hồi xưa, hồi cái thời mà đi ở trong chúng, trong những cái khóa tu đông người, một lần nấu ăn 100 người. Mà có những người hồi nào giờ là công tử mà giờ đi vô chùa tu mà xuống bếp đâu phải dễ. Trời đất ơi, thành thử nấu bữa cơm nào cũng thiếu hết á. Mà hễ mình thiếu cái những người mà có tâm, có lòng nghĩ tới chúng, cái đi nhích chúng thôi. Có nhiều khi mình đi ngang lấy gì cho có thôi, nhường người sao. Thật ra mình nhường cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng mà cũng phải nhường. Một người đỡ người. Nhiều khi không phải tới phiên mình nấu, mà tới cái tật mình lo. Bữa cơm nào mình cũng ăn cuối, mình đi một vòng hết trơn. Thấy ai thiếu mình kêu cái ban nấu ăn lại, mình nhắc nhở mình, hoặc là mình giúp họ chạy cơm. Có những người người ta không có linh động mấy chuyện đó. Hết cơm cái đó, hết rồi. Hết thì mình vô trong bếp mình làm gì cho chúng có người ta ăn. Thậm chí mình đem bánh mì ra cho người ta ăn, người ta cũng vui nữa. Giờ phải có gì cho ta ăn. Mà lần nào tới phiên, không phải tới phiên mình cũng tà lanh đi vòng vòng coi ai thiếu để mình. Ban đêm ngủ cũng vậy. Trời mưa là Pháp Hòa đi vòng vòng mấy cái chỗ cắm liều á, để coi người ta có thiếu mền, người ta có thiếu gói. Mà đúng y. Mấy cái khóa tù có một lần đi, trời ơi, người nó ta cắm cái liều ở dưới cái dốc á, nước nó trút xuống ướt cái liều á, lạnh muốn chết. Mà người ta khách tới, người ta đâu có biết đi vô đâu mà ngủ. Pháp Hòa phải, mình đâu có dám quyết định, mình chỉ là người phát hiện thôi. Xong chạy thì kiếm mấy vị mà chịu trách nhiệm, nói cho các vị đó biết, người ta đang lạnh ở ngoài đó, trời mưa vậy đó. Mình phải giải quyết. Bây giờ cho người ta vô chánh điện ngủ cũng được nữa, cho người ta vô thiền đường cũng được. Mình phải giải quyết gấp những cái lúc như vậy. Thành thử ra Pháp Hòa mới nói bây giờ quý vị trộn cái này bao nhiêu đường muỗng muối nè, từ đó nhân lên. Hồi đó là nấu ăn không bao giờ có công thức gì hết đó. Rồi sau này bắt đầu nói một cái nồi tàu hũ kho như là bao nhiêu cái giá nước. Từ đó bắt đầu mới có cái công thức đó. Mặc dù không phải đông lượng, gram lượng gì hết, nhưng mà cái căn bản nhất phải có. Cho nên văn huệ, tư huệ, mình nghe rồi mình suy nghĩ nghĩa lý. Thứ ba là gì? Thứ tư là phải đúng như pháp mà tu hành. Cứ đúng cái theo cái mình nghe, mình suy nghĩ, và đúng cái chân lý đó mình làm. Mình làm cái gì mà mình không có chỉ có lợi mình mà hại người. Cho nên đó, Đức Phật dạy nếu người thiện nam thiện nữ muốn biết ơn, muốn báo ơn
thì phải làm bốn việc. Gần người tốt, mà gần người hiền thì nhất định sẽ nghe điều lành, mà nghe điều lành nhưng họ nói như vậy có đó hợp với họ thôi, chưa chắc mình đã đúng, chừng phải suy nghĩ. Suy nghĩ xong rồi mình ứng dụng mình làm. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc nữa sau đây. Một, theo pháp chứ không theo người. Theo pháp không theo người là sao? Nếu nói theo cái từ mà chuyên môn của nó là gì? Y pháp bất y nhân. Việc gì người ta nói, mà ví dụ như người ta có thể người ta nói mà ta không làm, đừng có nhìn cái người đó rồi mình phiền não. Cái pháp ta nói đúng không? Ta nói đúng, cứ theo pháp làm. Còn cái người ta không làm chuyện đó ông ta. Dĩ nhiên y pháp y nhân là tốt, nhưng mà nếu như cuộc sống này đâu phải lúc nào nó cũng có nhân pháp là một, có nhiều khi pháp đường nhân nẻo, phải không? Thành tự ra nếu mình rơi vào cái trường hợp mình thấy cái người kia họ nói mà họ không có làm, nhưng mà cái lời nói họ đúng chí lý, mình cứ làm đi, cuối cùng lợi cho ai? Lợi mình, tại cái pháp ta nói đúng. Ta pháp ta nói đúng, ta không làm cái chuyện người ta, nhưng mà cái pháp này ta đúng là mình làm là mình lợi. Cho nên mình không có lỗ lã gì mà phải phiền não. Cho nên đó, y pháp theo pháp chứ không theo người, nghĩa là y pháp bất y nhân. Thứ hai, theo nghĩa không theo chữ. Theo nghĩa không theo chữ là sao? Mình y theo cái nghĩa của đó, còn cái chữ viết hay là cái lời nói đó nó là không có quan trọng, mà mình hiểu được cái ý là được. Cái này gọi là gì? Y nghĩa bất y ngữ. Bây giờ quý vị nhìn lên đầu của trang 456, quý vị thấy chữ cúng dường không? Mà đọc cái bản kinh này tới chỗ này phải qua đọc cúng dường không à? Tại vì cúng dường là người Bắc ta đâu. Mặc dù nguyên cái bản văn nó vậy, nhưng mình tới đây cái mình đọc cúng dường. Chính pháp đọc là chánh pháp, vì người Bắc đọc chính, mình đọc chánh. Đó, cái này một trường hợp là y nghĩa bất y ngữ nè. Chữ nghĩa, chữ nè. Và cái nghĩa nó là cúng dường cũng được, cúng dường cũng được. Và trong cuộc sống này có nhiều khi mình nghe người ta nói gì đó, có thể lời nói, cái cách nói, cái lời nói người ta không hay, nhưng cái ý người ta tốt. Nhận cái ý thôi, đừng có bận lòng chi cái chữ người ta nói. Và dĩ nhiên nếu ai giỏi và vừa nghĩa vừa chữ nó thì quá tốt. Nhưng có những trường hợp, đây là mình nói có những cái lúc mà mình rơi vào một cái hoàn cảnh vậy đó, khi tự nhiên Phật, mình có cái pháp của Phật, à Phật dạy rồi, y nghĩa bất y ngữ, y pháp bất y nhân. Cho nên cái này gọi là y nghĩa bất y ngữ, là theo chữ không theo, theo nghĩa không theo chữ. Cái nghĩa nó mới quan trọng, còn cái chữ người ta có, thậm chí người ta viết sai nữa, ta viết sai chính tả, nhưng mình hiểu cái nghĩa là được rồi. Thứ ba là theo trí không theo thức. Nghĩa này gọi là y trí bất y thức. Pháp Hòa giải thích một chút xíu giữa trí với thức. Cái thức á, là cái nhận biết. Còn cái trí á, là cái nhận biết sâu sắc của sự suy tư, của quán chiếu. Có quà ví dụ như mình thấy người ta để một cái gì đó, nó lệch, nó không đúng như ngày thường. Mình vừa nhìn cái mình phê phình là coi bữa nay ai ẩu tả không? Làm ăn thì để vậy đó. Tại cái nhận thức của mình thấy vậy, mình nhận thức vậy. Nhưng mà cái người mà người ta có trí, anh ta dừng lại chút, ta nhìn coi tại sao hôm mỗi lần nó không phải vậy mà hôm nay nó không vậy.
Hay là người ta đi tới đâu, người ta thấy có một cái việc gì đó nó không có bình thường, theo lẽ thường nó phải vậy mà sao đây nó như vậy. Ta nhìn kỹ một chút, người ta phát hiện, ồ thì ra hôm nay nó như vậy. Pháp Hòa nói ví dụ như ở trong đây có một vị đang đau chân. Bây giờ cái vị này ngồi trên ghế, có những lúc phải ngồi dưới đất, cái ngồi dưới đất cái chân nó hơi duỗi ra vậy. Mình đi ngang mình chợt ngồi mất oai nghi quá. Lát người ta đứng dậy mình mới thấy cái chân người ta đau. Chân đó mình hớ rồi. Ở người trí người ta khoan vội phê bình qua cái nhận thức của mình. Mà mình lấy cái trí mình, hoặc là mình không biết gì hết phải không? Một cái câu đơn giản để cho mình nhẹ nhàng nè. Lẽ thường không phải như vậy, nhưng mà người ta làm vậy chắc cũng có lý do. Mình nói vậy đi, cái tự nhiên mình khỏe rồi, mình nhẹ nhàng liền. Và nếu như lát nữa mà không có lý do gì đúng như cái mình nhận thức đi, thì chừng đó hạ hồi phân giải. Còn nếu mình chưa biết cái gì hết, mình đem cái nhận thức mình ra mình phê bình, không nên, mắc cái lỗi. Chưa biết mà đã vội phê bình. Mà đâu phải mình phê bình bụng đâu, thường thường bao giờ, ít khi nào phê bình trong bụng lắm. Phải khều một cái, thấy gì không? Tôi nói nghe, tôi bảo đảm luôn đó, để coi coi, lát coi, tôi như in nè. À. Coi vậy chứ tôi tin lắm á. Mình bày tỏ như là mình là người trí. Nhưng mà nãy giờ những cái gì mình nói toàn là bằng cái thức, cái conscious. Chứ không phải là bằng cái wisdom, bằng cái deep looking, bằng cái reflection của mình. Vậy mình ta nói vậy nè. Cái người học thức, người trí thức. Học thức á, thì mình biết là do học. Không? Còn trí thức á, là cũng học nhưng mà có suy tư. Nhưng mà trí thức vẫn không bằng trí tuệ. Chữ trí là wisdom. Mà chữ tuệ phải dịch là insight. Tại vì tuệ là một cái suy tư sâu sắc. Cho nên trí tuệ nó hay hơn là trí thức, học thức. Tại vì sao? Tại vì cái trí tuệ là do cái tư duy, cái có quán chiếu. Còn cái thức, mà cái thức là do mình nhận thức thôi. Và cái nhận thức đó nó có thể sai lầm. Hoặc là thậm chí nó vô thường, nó biến đổi. Hôm nay mình nhận thức vậy, ngày mai mình nhận thức khác rồi đó. Tại vì hôm nay tâm trạng mình buồn cho nên mình nhận thức khác. Mình tâm trạng mình vui mình nhận thức khác. Tâm trạng mình thoải mái, mình ta nói cái gì mình nghe cái lời nói nó khác. Tâm trạng mình không thoải mái, mình nghe ta nói gì tâm trạng mình khác. Thì nhớ là tất cả cái đó thuộc về thức, nhận thức. Mà nhận thức nó có nhiều loại lắm. Nhận thức qua cái mắt gọi là nhãn thức. Nhận thức qua lỗ tai gọi là gì? Nhĩ thức. Nhận thức qua lỗ mũi là gì? Tỷ thức. Giống như Pháp Hòa bày làm cái món khô chiên. Xong rồi có nhiều vị đó, trời ơi cái này mùi nó bước vô cái nghe cái mùi chiên á. Nói trời bữa nay ai đem khô lên ăn. Ví dụ mình không biết thì mình bước vô nữa cái này mùi đồ mặn. Nhưng mà cái đó là nhận thức của lỗ mũi. Nhưng mà nó vẫn là cái nhận thức thôi, có thể sai lầm. Cho nên mình á, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đó là nhận thức qua mắt, tai, mũi, miệng, thân, xúc chạm và phân biệt. Và những cái nhận thức này á, nó bắt nguồn, nó là cái quả của cái lỗ tai, là cái căn tiếp xúc với âm thanh mà ra cái nhận thức. Sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý.
Rồi sáu cái đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và sáu cái nhận thức của sáu cái đó là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, vân vân. 6 lần 3 là 18. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói không có 18 giới, từ nhãn đến ý thức. Không hề có vô minh, không có hết vô minh, vân vân. Cho nên cái trí nó sâu sắc hơn và nó vững chắc hơn là cái thức. Cho nên việc gì chúng ta nên lấy trí mà nhận, đừng có theo cái thức. Cái này gọi là y trí bất y thức. Cái thứ tư là theo kinh liễu nghĩa, không theo kinh không liễu nghĩa. Chữ liễu là gì? Chữ liễu là rốt ráo. Cho nên ví dụ như cái câu là nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu. Chữ minh là sáng, nhưng mà cái sáng đó chưa trọn vẹn, chưa rốt ráo thì gọi là không phải là minh liễu. Phải không? Chân minh liễu là có được cái trí tuệ chân thật, sáng suốt mà rốt ráo, gọi là chân minh liễu. Vậy thì cái chữ liễu nghĩa là gì? Là những cái nghĩa lý rốt ráo. Tiếng Anh có thể tạm dịch là absolute truth, absolute meaning. Còn cái không liễu nghĩa là gì? Gọi là bất liễu nghĩa. Mình tạm dịch là relative meaning, relative truth. Bất liễu nghĩa là những cái phương tiện, nó chưa phải là cái nghĩa rốt ráo, nhưng ở một cái phương diện nào đó Nó có đạo lý. Pháp Hòa ví dụ á, mình ví dụ như là trong cuộc sống này, thỉnh thoảng quý vị đọc trong kinh, quý vị nói ồ, diễn tả cảnh địa ngục, rồi mình nói nhân, nói quả, tội phước đó. Thì có nhiều vị người ta cũng suy nghĩ ồ, cái này giống như mình hù dọa người ta vậy đó. Thì nếu đứng trên phương diện mà gọi là bất liễu nghĩa thì nó cũng có cái công năng độ cho những người sợ tội. Thì sợ tội ta ráng ta làm phước. Nhưng mà hơn nữa đó, cái sâu sắc là gì? Đức Phật là cái người nhận biết cái nhân cái quả. Cho nên Đức Phật nói ví dụ như mình làm cái gieo nhân này nè, thì đây là cái quả chứ không có hù. Mà Đức Phật là người chỉ cho mình biết giữa nhân với quả, giữa tốt và xấu, để cho mình, nếu mình có đủ cái hiểu biết thì mình chọn cho mình một con đường để mình đi. Còn nếu mà nói bất, gọi là bất liễu nghĩa là gì? Là những cái nghĩa lý tạm thời, nó có cái tính cách là phương tiện giúp cho người khác tạm nhận chân mọi việc. Cho nên ví dụ như khi mình nói pháp đó, mình giảng kinh đó, đem việc này ra mình ví dụ, mình đem việc kia ra mình ví dụ, bất liễu nghĩa hết. Nhưng bây giờ mình nói cái liễu nghĩa người ta đâu có hiểu hết. Còn nếu mà nói cái liễu nghĩa là không có giải thích, tự anh nhận đi. Chứ bây giờ tôi nói một cái là anh dính vô chữ của tôi đó. Thế mình nói cái gì ra là người ta sẽ dựa vô cái đó người ta giải bài, giải thích. Đó là lý do tại sao các câu chuyện thiền của các vị thiền sư ít khi nào chú giải lắm. Tại vì sao? Tại vì mỗi người có một cái nhận thức riêng, cái hiểu biết riêng, rồi để cho các vị tự liễu cái nghĩa đó mà không có nói. Mà hãy nói một cái mình dính vô cái đó, từ đó về sau mình cứ theo đó mình nói mà. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ rốt ráo. Cái chỗ mà chúng ta hãy theo cái, cuối cùng chúng ta vẫn phải theo cái liễu nghĩa. Còn những cái gì mà chúng ta làm nó là bất liễu nghĩa. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ tại sao khi mình tụng kinh á, theo cái cách Phật giáo Bắc truyền mà các tổ sắp xếp các cái thời kinh á, tụng thời kinh nào xong rồi cũng phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh hết á. Tụng đầu vô thì Đại Bi, mà kết thúc thì Bát Nhã.
Khi tụng vừa xong phẩm kinh đó tụng Bát Nhã. Tại sao? Tại vì tất cả những kinh văn nãy giờ anh tụng đó, trong đó đủ các phương tiện, liệu nghĩa, bất liệu nghĩa, rồi việc này nên, việc kia không, vân vân, đủ thứ trong đó hết. Đủ các thể loại Phật nói trong đó, nào là ví dụ, nào là trùng tụng, vân vân. Nhưng mà cuối cùng á, anh hiểu một điều nha, tất cả các pháp do duyên sinh. Khi mình liễu đạt được cái chỗ gọi là trên đời này cái gì cũng có hết á, mà cái gì cũng có tạm chứ không phải là thật có. Thấy không? Ở trên phương diện cuộc sống hàng ngày, Đức Phật giảng kinh Phước Đức, có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Biết cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Thân cận giới xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Đó là bất liệu nghĩa đó. Cuộc sống con người mình còn thì phải có những cái bài pháp đó để ứng dụng cho con người. Còn cái tổ cùng, cái rốt ráo, tất cả những cái đó anh có làm cỡ nào đi nữa, rồi nhớ chuyện nghe, cuối cùng mình đi về cái chỗ không hết. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để làm cái gì? Để gió cuốn. Đó. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng là bất liễu nghĩa đó. Nhưng mà cái cuối cùng để làm gì em biết không? Cũng để gió cuốn bay đi. Cho nên mình trong cuộc sống này mình làm, mình tất cả việc mình là cứ làm, cứ bình thường. Gặp nhau cũng chào hỏi, cũng cung kính, nói chung là ứng hết tất cả các việc mà trong thế gian ta sống, ta làm vậy. Nhưng mà tâm có dính gì vậy? Biết hết. Trời, cái bữa này, cái người này gặp mình niềm nở, cung kính, vui vẻ. Bữa sau gặp mình giống như nó chưa biết mình là ai vậy đó. Thì hôm qua nó sống bằng cái bất liễu nghĩa, còn bữa nay nó sống bằng liễu nghĩa. Nó sống bằng liễu nghĩa đó. Mà mình có liễu nghĩa chưa, là mình có nhẹ nhàng được với những chuyện đó không? Rồi mình, hoặc là mình ứng dụng đi. Y trí bất y thức. Hôm nay mình người dạy, mình cứ nhận thức là dạy đủ rồi, đừng thêm gì nữa hết. Lấy trí tuệ vô soi. Cái này, bốn cái pháp này gọi là tứ y. Tứ y tức là bốn thứ mình nên nương tựa vào đây để mình sống. Đụng chuyện gì, cái người đó ta nói nhiều mình ta không làm. Trong kinh Pháp Cú có câu á, như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương. Lời nói dù gấm hoa, không làm không kết quả. Đấy, thì trường hợp đấy, người đó ta không làm thì ta không kết quả thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái người đó nói, mình làm, à thì đây là kết quả của mình. Cũng có lỗ lã đâu. Bất quá là mình không nhìn người mình nghe nói thôi. Chứ có nhiều người ca sĩ người ta hát hay nhưng mà người ta có những cái action, những cái điệu bộ người ta không thích, đừng nhìn. Nhìn chứ người ghét không, coi tài kìa, coi chân kìa, coi đầu. Mình cứ nghe, không thích mình cứ nghe, tiếng người ta hát đừng nhìn. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Đó là tứ y. Và trong này dịch như vậy đó.
Mình làm vậy để làm chi biết không? Tại sao trong này Phật lại nói là người thiện nam tử muốn biết ơn báo ơn thì nên theo bốn cái này? Tại vì đằng nào ta cũng có cái ơn hết á. Thí dụ như giờ cái người đó ta không làm phải không, nhưng mà ta cũng có cái ơn, ta nói cho mình nghe cái điều tốt, mặc dù ta không làm, thôi thì cũng được, tôi có cái ơn người đó dạy được tôi cái điều hay. Rồi thứ hai là gì? Tôi có cái ơn mặc dù cái chữ anh này anh nói á, nghe nó kỳ cục lắm, nhưng mà suy nghĩ cái nghĩa cũng hay, tôi có thể theo được. Ý trí bất ý thức à, mặc dù á, cái nhận thức của người đó vậy, nhưng mà tôi nghe bằng cái nhận thức của người đó, nhưng tôi lấy trí tôi soi. Cho nên tự nhiên mình thấy mọi người không có người nào là người không có ơn hết á, mà người nào cũng có cái ơn hết á. Giống như ở trong Phật Pháp á, cái người thầy mà cạo tóc cho mình đi xuất gia đó, cái vị thầy đó gọi là Bổn Sư Thế Độ. Người thầy gốc của mình độ cho mình trong cái bước đầu. Nhưng mà có thể tất cả những trí tuệ của mình đó, do mình học với những người, một vị thầy khác, thì cái người thầy mà sanh mình ra trong đạo gọi là Bổn Sư Thế Độ. Nhưng mà những vị thầy mà dạy cho mình gọi là gì? Các vị giáo thọ A Xà Lê. Cho nên trong cái phần mà đảnh lễ tạ ơn đó, có đọc những câu đó: nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Hòa Thượng Bổn Sư Thế Độ, rồi sau đó là nhất tâm đảnh lễ chư vị giáo thọ A Xà Lê. Rồi thậm chí trong cái đàn mà mình đi thọ giới đó, nào là Hòa Thượng đường đầu truyền giới cho mình nè, không là tam ba vị ngồi trên là Yết Ma, có nhiều khi ta đảnh lễ, đảnh lễ lễ kỹ luôn: Hòa Thượng đường đầu truyền giới, Yết Ma A Xà Lê, giáo thọ A Xà Lê, thất vị tôn chứng sư, bảy vị tôn chứng ngồi đó làm chứng cái đàn đấy cho mình truyền giới, đảnh lễ ơn ơn các vị người ta ngồi ra ta làm chứng cho mình. Không có các vị đó mà cái giới đàn mình đâu có thành, nhờ các vị ngồi đó. Rồi chẳng những vậy, đảnh lễ luôn cái người mà hướng dẫn cho mình, gọi là điển lễ. Thầy điển lễ mình cũng phải tạ ơn nữa, tại vì thầy đó là cái người đi ra đi vô gọi mình. Thí dụ như các vị hòa thượng, các vị giới sư nói cho các vị giới tử ra bên ngoài chờ, cái thầy điển lễ đưa mình ra ngoài chờ, lát nữa cái các vị bên này họp xong rồi kêu mình vô, cái thầy điển lễ ra kêu mình vô. Hoặc là mình không biết tắc bạch sao, thầy điển lễ nói: này các vị, lẽ ra các vị phải tự tác bạch mà thỉnh lấy, nhưng tôi sợ các vị không biết, cho nên tôi hướng dẫn cho quý vị, các vị nói theo tôi. Rồi thầy điển lễ nói, mình nói theo. Cái thầy đó cực với mình lắm. Thầy là người hướng dẫn mình, dẫn dắt mình, rồi thông đạt mình với lại các vị giới sư. Thầy đó là thầy điển lễ. Còn giới đàn nào mà ta đầy đủ, nó có tả giám đàn, hữu giám đàn, cái người ngồi bên phải, cái người ngồi bên phải quan sát cả cái đàn tràng đó, cái giới đàn đó, ơn hết. Rồi tới khi mà trong cái đảnh lễ gọi là lễ thù ơn đó, trong Phật Pháp đó, mình có cái lễ là lễ thù ơn mỗi tháng lần hoặc hai lần, mùng 1, sáng mùng 1 hoặc là sáng rằm. Đảnh lễ Phật Bồ Tát, rồi các vị tôn giả, rồi gần nhất là các vị. Rồi có nhiều người kỹ nữa không? Ta đảnh lễ gì biết không? Đảnh lễ Hòa Thượng Khai Sơn Tạo Tự, chư vị trụ trì. Thì mình ở cái chùa đó, ngày nay mình ở, mặc dù cái chùa này 50 năm rồi, mà 50 năm trước ai cất, ai xây chùa này, đảnh lễ cái ơn vị đó. Hòa Thượng Khai Sơn Tạo Tự, tức là phá núi xây chùa, rồi các vị kế thế trụ trì, ơn hết. Rồi đến sau nữa là gì? Các vị Đàn Na Tín Thí, ơn các vị Đàn Na Tín Thí lớn lắm à. Trong bất cứ một thời đại nào, nếu mà không có Đàn Na Tín Thí thì Phật Pháp làm sao duy trì? Đàn Na Tín Thí là quý Phật tử đại gia đó.
Cho nên Pháp Hòa rất là thích những cái lời mà phục nguyện cho cái buổi quá đường. Cơm ngày hai bữa bởi công lao khó nhọc của nông phu. Thân mặc ba y hằng nhớ nghĩ công lao của người thợ dệt. Thuốc thang giường chổng đều nhờ sự nhín ăn bớt mặt của đàn na. Nếu các vị không có nhín ăn bớt mặt, làm sao tới phiên các vị xuất gia này có ăn có mặt. Nghĩ tới bao nhiêu đó thôi là thấy cái ơn của Phật tử tràn đầy. Người ta đi làm cực khổ, người ta nuôi thân người ta không sướng sao? Cho người thân người ta, tại sao người ta nhịn ăn bớt mặt để nhường cái đó cho mình? Cho nên phải thường nghĩ cái đó để mình thấy rằng mình phải sống như thế nào để xứng đáng với sự nhịn ăn bớt mặt của đàn na tinh thí. Các vị nuôi mình tu chứ không phải nuôi cho mình làm cái việc không phải là chuyện của người tu. Mình tu người ta mới nuôi, mình không tu người ta không có nuôi. Rồi học đạo tiến tu bởi lòng từ dạy răn của thầy tổ. Sự học đạo mà mình tiến bộ trên đường đạo, đường tu, đó là nhờ cái lòng từ khuyên răn nhắc nhở của thầy tổ của mình. Ơn cha mẹ thì khỏi nói rồi. Nhưng mà kể từ khi mình bước chân vào trong chùa thì cha mẹ mình hết trách nhiệm, có lo cho mình gì nữa hết á. Và kể từ đó cuộc đời của mình sống là toàn là nhờ trên có thầy, dưới có đàn na tín thí. Mà các vị đàn na tín thí này, người ta giúp đỡ cho mình ở cái phương diện chỗ ở, thuốc men, áo quần, cơm ăn, bốn thứ, có gọi là tứ vật dụng, tứ sự cúng dường đó. Bốn việc mà người cư sĩ có thể cúng cho người tu. Một là chỗ ở, cất chùa, xây tăng xá cho ở, đó là chỗ ở. Xây cốc, xây am cho ở. Thứ hai là gì? Y phục. Thứ ba là gì? Thuốc, quần ở gì? Thức ăn hàng ngày. Thứ tư là thuốc men. Nghe bệnh một cái là người ta cho thuốc lên. Thương lắm. Đó là mình nói tới cái, mình nhắc như vậy để mình thấy, ủa sao mà cái này trường hợp này là biết ơn báo ơn. Đức Phật dạy tiếp, lại theo tám việc ấy, làm theo tám việc ấy gọi là biết ơn. Bốn dư hai, tám cái trên này là biết ơn nha. Nếu lại làm theo tám pháp sau đây mà không nhiễm trược gọi là báo ân. Hồi nãy là biết ân thôi, bây giờ mới báo ân nè. Tám thứ nghĩa là mình làm theo tám pháp sau đây mà không nhiễm trược. Không nhiễm trược là gì? Không có bị nhiễm ô cái phần này. Thứ nhất là lợi. Lợi này là gì? Là lợi ích. Thứ hai là suy, là hao tổn. Thứ ba là hủy, là chê bai, chỉ trích. Khen, tức là mình gián tiếp, mình khen ngợi. Tán thán, nghĩa là trực tiếp. Thí dụ như mình gặp cái người trước mặt đó, mình tán thán người ta. Còn ví dụ người ta không có mặt, phải không? Mình khen người ta. Chê bai tức là dựng việc nói xấu đó. Khổ tức là gặp khó khăn đau khổ. Vui là gặp tốt cái hoàn cảnh vui vẻ. Tám cái này là tám cái pháp mà lên xuống của thế gian. Nào là sống, có nhiều khi mình bị cái lợi, mình bị cái tổn hao tổn, mình bị cái sự hủy báng, sự dèm pha, khen trước mặt, chê trước mặt, vân vân. Thì tám cái pháp này nè, ở trong thế gian mình bị hoài à. Nhưng mà đừng có để đó làm khổ mình.
Có nhiều khi người ta gặp mình ta không có khen, mà người ta chê không à. Và thậm chí người ta chưa biết mình là ai hết á, người ta chỉ nghe nói về mình thôi cái người ta cũng chê mình luôn. Đừng có bận tâm mấy chuyện đó, tại vì đó là những ngọn gió của thế gian. Cái này nhà Phật hay gọi là bát phong, tám ngọn gió: lợi suy hủy dự, xưng cơ khổ lạc. Nói nếu nói theo chữ Hán đó, mình dịch ra tiếng Việt là lợi suy hủy khen tán thán chê bai khổ vui. Lợi suy hủy dự, xưng cơ khổ lạc. Cơ này là cơ hiềm, dịch là chê bai. Đây là bát phong, không thể tránh. Mình sống ở đời là không thể tránh những cái chuyện này. Nhưng mà nếu mà mình để cho nó làm cho mình bị lung lay, tức là mình chưa biết báo ân. Như nãy Pháp Hòa thưa đó, Phật tử nuôi cơm mình không phải để cho mình sống bằng hờn giận gây gỗ. Quý vị nhớ là có một lần các thầy mà gây lộn với nhau đó, rồi cuối cùng Phật khuyên không được, Phật đi vô rừng Phật ở đó. Cái câu chuyện đó còn kể lại đó. Có hai cái việc thôi à, mà cứ gây suốt luôn à, là một bên úp cái thùng và một bên không úp cái thùng đó, nhớ không? Một bên thì trì luật, giữ luật dữ lắm. Tại vì ngày xưa đó là mình đi nhà vệ sinh xong mình phải múc nước lên mình rửa tay. Thì trong luật dặn á, là khi mình rửa tay xong rồi mình phải trút cái thùng đó, mình úp lại đi, cho nó trút cái nước xuống nó ráo và nó không sanh những cái con lăng quăng. Thì cái đó là bên luật giới, cho nên các vị nào mà học luật ta giữ cái đó kỹ lắm. Còn các thầy bên kinh sư thì thờ ơ, kệ múc rồi rửa để đại vậy đó. Thì các cái vị mà người ta trì luật á, ta đi ngang ta thấy, ta nói mấy thầy không giữ luật, Phật dạy rồi mà vẫn vậy. Thì các thầy bên mà bên kinh á, kinh bên học kinh á, ta nói ồ tôi xin lỗi nghe. Nhưng mà đâu chuyện đó đâu bỏ qua đâu, đi ra trong chúng nói tiếp. Mấy cái ông đó không có lo giữ luật gì chứ, cứ nói hoài. Mấy ông này ông nghe ông tức. Mà thường thường mà nói đâu phải mình dặn, tôi nói thôi nghe đừng nói ai nghe. Nhưng mà cái người ta nghe xong ta tôi hứa tôi không nói ai nghe. Nhưng mà lát hết cả làng, cả chùa, cả xóm ta nghe. Tại có nhiều chuyện gây thôi. Riết rồi cuối cùng Phật biết được cái chuyện đó vẫn không giải quyết được. Thì cái mùa an cư đó Phật đi vô rừng Phật ở. Cư sĩ vô hỏi chuyện gì đã xảy ra. Các vị đó ta cũng kể với nhau, các vị cư sĩ nói nhỏ với nhau. Mình đi cúng dường, có Đức Như, có Thế Tôn ở đây, mình tới mình cúng dường mà tưởng sao nuôi ăn mập thân gây lộn không? Đừng cúng nữa, rủ nhau cúp cua hết. Cuối cùng phải dẫn nhau vô rừng sám hối Phật. Nhờ cái việc đó mà Phật mới ra cái bài pháp lục hòa. Sáu cái pháp hòa kính đó: thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Đó là do cái chuyện hai nhóm đó gây lộn đó. Và từ đó về sau cái pháp lục hòa này nó trở thành cái nội quy của tất cả tự viện. Tự viện nào cũng đem pháp luật hòa dán tổ bố vậy. Còn đọc hay không? I don't know. Chùa nào cũng có cái nội quy hết á. Chúng trong chùa phải sống hòa hoãn cởi mở, lấy tinh thần lục hòa làm phương châm đối xử. Chắc đọc nhầm. Cho nên cái chuyện trong cuộc sống mình á, lợi suy hủy dự, xưng cơ khổ lạc, không thể tránh. Giống như mình ra Tây Thiên á, đừng bao giờ không mang áo lạnh theo. Tại vì ngoài đó gió bất thường. Ở trong này mình nóng, nhưng mà ra ngoài gió về cảm. Đấy, hồi trưa này đây cũng mát mát phải không? Vậy mà mình vẫn vận cái áo lạnh mùa đông theo. Mà ra tới ngoài phải đi vòng vòng
công việc chứ mấy chú ngồi nó lạnh cái cổ phải đi vô lấy khăn quấn kéo hết lên mà nó vẫn còn lạnh, trùm thêm nón. Cho nên gió chuyện đó là chuyện bình thường, cái quan trọng là mình phải đủ ấm để mình bảo vệ mình. Cuộc đời này cũng vậy, cái chuyện mà khen chê, khen trước mặt, chê sau lưng, khen trước mặt, nói xấu, nói tốt mình, chuyện bình thường. Có nhiều khi người ta đem lợi cho mình, mà người ta có khi làm tổn hao đến mình cũng có. Có nhiều khi người ta cho mình vui, có lúc cho mình khổ, chuyện đó bình thường. Cho nên Đức Phật dặn, muốn đền ơn không? Muốn báo ơn phải không? Ở trong tám pháp này đừng có nhiễm trước. Đó là mình tu, mình sống được như vậy là mình đền ơn. Cũng giống như cha mẹ nuôi mình từ nhỏ tới lớn, trời ít khi nào mình thấy cha mẹ mà bỏ, cha mẹ mà hăm dọa bỏ mình á, mình khóc lắm. Hay là thậm chí mình giận quá mình hăm bỏ cha mẹ luôn á. Nhưng mà người yêu mà hâm bỏ mình cái cho mình khóc 3 ngày 3 đêm luôn. Nhưng mà hễ mà cha mẹ mà chưa kịp từ mình là mình đã tuyên bố mình từ rồi. Cho nên mình báo ơn là như vậy. Lại nữa, nếu làm theo bốn việc sau đây thì gọi là biết ơn và báo ơn. Thấy những kẻ độc ác, lòng sinh thương xót để khởi lòng từ. Thứ hai, thấy những người đau khổ, mắt không thể rời để khởi tâm thương. Thứ ba, thấy sư trưởng, cha mẹ và những bậc có đức, tâm tính vui vẻ để khởi lòng kính mến. Thứ tư, thấy những người thù oán, lòng không giận tức để tu phép hỷ xả. Đây là bốn việc mà gọi là biết ơn và báo ơn luôn. Hồi nãy á, đầu là biết ơn, kế đến là báo ơn, còn ở đây là cả hai việc một lúc, là biết ơn và báo ơn. Thấy những kẻ độc ác, lòng sinh thương xót. Tại sao? Nếu đứng trên phương diện mà tu đó, thì mình nhờ cái người đó, nói chữ nhờ đây là mình nói để mà cho mình có cái điểm mình nói đó. Vì cái người đó họ ác, họ xấu như vậy, nhưng mình không có ghét họ, mà mình lại cái thấy thương họ. Họ sống như vậy tội nghiệp họ, mình vì họ đóng cái vai, mình nói gọi là họ đóng một cái vai ác đó, để cho mình khởi được cái tâm thương, cái lòng thương của mình. Cho nên mình biết ơn họ. Cho nên trong kinh hay nói, người nào mà chửi mình là người đó thầy mình. Tại sao? Tại vì người đó cho mình bài học nhẫn nhục. Tại ở đây cái trường hợp, cái ý nó cũng vậy đó. Thấy cái kẻ ác độc mà sinh lòng thương xót, tại mình biết ơn họ lắm. Tại vì tôi chưa biết cái lòng từ của tôi cỡ nào, nhưng mà hôm nay anh xấu như vậy, anh ác như vậy, mà sao tôi vẫn thấy tội nghiệp anh, tôi thương anh. Họ cho mình biết được, họ cho mình phát triển cái lòng từ của mình. Thấy những người đau khổ, mắt không thể rời. Mắt không thể rời không có nghĩa là lúc nào dán mắt dòm ngó họ nghe. Chữ mắt không thể rời là gì? Quan tâm. Quan tâm tới họ. Để ý tới họ. Để làm chi? Tại vì thấy họ đau khổ, mình quan tâm. Thí dụ như cái người đó họ bị bệnh, họ rất là sợ hãi, mình thường phone hay mình nhắn tin mình thăm họ, đó là sự quan tâm. Họ đau khổ vậy đó mà mắt mình không, chữ mắt mình không có rời nghĩa là cái tâm mình lúc nào mình cũng để ý tới họ, quan tâm tới họ. Và nhờ cái người đó mà chúng ta lại biết được rằng trong lòng mình có một cái tình thương. Cũng giống như người ta hay nói, muốn biết mình thương ai á, đợi lúc mình sai người ta sẽ biết. Còn mình muốn biết ai thương mình á, lúc mình bệnh mình sẽ biết. Tại vì mình bệnh mà cái người nào quan tâm đến mình, hỏi han mình, chăm sóc mình, thì lúc đó mình mới biết là thật người đó thương mình. Còn những lúc gặp nhau, trời ơi thương quá, thương quá, mà lúc mình bệnh thương gì? Không, lúc mình khỏe nói gì? Lúc mình bệnh á, mà người đó vẫn quan tâm, hỏi uống thuốc không,
lấy thuốc cho uống, hoặc là thậm chí ép mình phải đi bác sĩ vân vân. Khi muốn biết ai thương mình, hãy đợi lúc mình bệnh. Thấy sư trưởng, cha mẹ và những bậc có đức, tâm tính vui vẻ để khởi lòng kính mến. Cái tâm mình đó, nhiều khi mình chưa có hiểu được là mình có tâm cung kính không. Bây giờ mình nhờ mình thấy các bậc sư trưởng đó, mình khởi cái tâm cung kính. Cho nên ví dụ như mình hãy lâu lâu mình để ý lại cái lời nói của mình. Ví dụ một cái bậc mà lớn hơn hỏi mình một câu nói, mình trả lời mà cái cách trả lời thật dự ra cái nghĩa nó là bình thường là vậy đó, nhưng mà ở cái phương diện mà gọi là cung kính nó chưa đủ. Mình cái kiểu này mình nói chuyện với bạn mình thì được, tại vì cái cách của mình nói là luôn luôn đều phải có cái mình nói như thế nào để nó bày tỏ được cái câu nói này là mình nói với người lớn. Ví dụ như trong chùa, các vị mới vô tu mà học oai nghi, khi mà các vị tôn đức hỏi mình cái gì, mình luôn luôn mình chắp tay mình thưa. Nói như vậy không có nghĩa là tu lâu khỏi nha, nhưng mà đây là cung cách của người tu. Các vị tôn đức mà hỏi mình gì, mình chắp tay. Mà trước cái câu đầu là bạch thầy. Dạ bạch thầy, con không biết. Rồi thí dụ như hỏi, ủa thầy Đức Tạng đi đâu rồi? Thì nếu cái câu trả lời bình thường, đi chợ rồi, thì cũng là câu phải không? Nhưng mà cái cách đó chưa đúng. Dạ bạch thầy, sư huynh con đi chợ rồi. Và hồi nãy sư huynh con có dặn, có tìm thầy để mà xin, mà lúc đó thầy đang trì kinh, thí dụ vậy. Sư huynh đi có nói với con, bạch lại thầy mà con quên, con xin sám hối. Nói gì với cái người kia lúc nào, nói thầy con, huynh con, tỷ con, sư đệ con. Thí dụ hỏi thầy Đức Tạng, ủa Huệ Tạng đi đâu rồi? Thì nếu đúng ra thầy Đức Tạng phải, dạ sư đệ con đi công việc gì đó. Mà hãy hỏi tới tên của một cái, mình nói đến một cái đạo hiệu của một vị nào, và thậm chí những cái từ mình dùng, thật sự ra cái đó là bất liệu nghĩa, nhưng không thể không có. Tại vì cái người tu nó đẹp trọn vẹn từ lời nói, cách trình bày, là ngay cái giây phút đó mình nói một câu, nó cũng là một câu trả lời, nhưng cái câu trả lời đó nó thể hiện được cái tâm cung kính của mình. Và vì sao? Vì mai mốt mình sẽ làm thầy. Bây giờ mình làm trò đó, mình là học trò đó, nhưng mà mai mốt mình làm thầy. Cho nên mình thấy các bậc sư trưởng và những bậc có đức, nhiều khi các vị đó không phải là thầy mình, không phải là người xuất gia, nhưng cái người lớn tuổi đó, người ta có đức, người ta có hạnh, mình sanh tâm cung kính, vui vẻ, để sanh cái tâm kính mến, nhờ các vị đó mình được cái tâm này. Thứ tư là thấy những người thù oán, lòng không giận tức, để tu phép hỷ xả. Cái người đó người ta thù mình, người ta ghét mình. Cái thế thường mình sẽ nói, tôi có chọc ghẹo gì họ đâu, tôi có ăn hết của họ đâu, mà họ tự nhiên họ ghét tôi, bởi tôi không ưa. Nếu vậy thì nó bình thường. Nhưng mà nếu cái người họ oán mình, họ giận mình, mà mình không có buồn giận gì họ hết. Tại vì sao? Tại vì họ giúp cho mình một cái đối tượng để tu, một cái pháp để tu, là họ như vậy mà mình vẫn hỷ xả được. Cái ơn nó lớn. Trong cuộc đời, cái người mà người ta làm tốt cho mình tốt với họ là cũng là ơn với ơn rồi, đúng không? Nhưng mà đây là cái chuyện tu sâu hơn. Cái người tu luôn luôn làm những điều trái ý nghịch lòng mình, nhưng mà mình cảm ơn những vị đó là nhờ các vị đó mà cho mình khởi được cái tâm này, khởi được cái tâm kia. Ví dụ như cái người ta tới, người ta xin mình,
Mình phải cảm ơn, tại vì họ giúp cho mình thực hiện được cái hạnh bố thí. Cho nên Pháp Hòa có kể đại chúng nghe, có những vị mà cái thời mà băng dĩa mà còn rất là thịnh hành, mấy cái CD mà còn phát hành được. Những có nhiều vị người ta dễ thương lắm nha, người ta ghi trên cái dĩa đó: xin cảm ơn những ai đã nhận dĩa này về nghe. Tại vì các vị không nghe tôi không có cơ hội tôi làm. Tôi cảm ơn các vị đã chịu khó, các vị nhận. Cho nên mình mà in kinh đó, mà có người tới xin mình phải mừng chứ, tại sao lại phiền. In kinh là muốn bố thí, muốn cho ấn tống, gọi là in kinh ấn tống. Mà rồi người ta tới xin mình không cho. Cho nên ai xin kinh mình cứ cho, hết thì mình in cái khác. Thí dụ vậy, cho nên người nào mình phát nguyện cái gì mà người ta tới người ta nhận á, là mình phải cảm ơn. Giống như tiền thân của Đức Phật á, có một kiếp Ngài làm con chim á. Ngài được nghe con chim nó nghe cái ông trưởng giả đó hứa là ruộng lúa của tôi đây xin bố thí cho chúng sanh. Thì con chim đó nó nghe vậy, nó xà vô, nó lấy gạo về nó nuôi cha mẹ nó bị mù. Thì cái ông trưởng giả này ổng mới thấy bữa nào con chim này cũng vô nó mổ lúa mổ gạo của ổng, ổng bực, ổng mới lưới nó. Thì mà khi mà lưới nó xong thì ổng hỏi tại sao mà ngươi cứ vô ngươi lấy. Nói giờ tại ông nguyện ông cho, ông nguyện ông cho thì ông cho chúng sinh, thì tôi nghe vậy tôi mới tới nhận. Tại vì ổng nghĩ chúng sinh là ai? Chỉ là con người thôi, mà ổng quên tính luôn cả con vật. Hỏi ngươi lấy ra làm gì? Nói nuôi cha mẹ tôi bị mù. Ông mới suy nghĩ, chim muông mà nó còn có lòng hiếu thảo, huống chi con người. Mà hơn nữa mình đã phát nguyện thì ta mới nhận, ta tới lấy chứ. À, thì con chim quanh vũ đó là tiền thân của Phật Thích Ca. Còn cái ông trưởng giả mà phát nguyện cho lúa gạo đó là tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất. Mà giờ sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa là quý vị đọc chuyện vậy, cái quý vị nghe nói chim nói chuyện người nghe. Tại sao có cái chuyện vậy? Ở đây mình phải nhận cái ý nha, là Phật giáo là muốn đưa lên cái chủng tánh của chúng sanh nó ngang nhau. Cho nên mới nói là con vật đó nó nói con người mình nghe được. Là muốn nói rằng con vật nó cũng có cái tánh linh giống như con người vậy. Tức là cái nhìn của đạo Phật là tất cả chúng sanh đều có đồng bình đẳng cái đức tánh đó. Và bây giờ bằng chứng là quý vị nuôi chó đó. Nuôi chó nói gì nó nghe. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, mà chó có bị stress không? Thú vật nó có bị stress không? Có. Tuần rồi có anh chị Phật tử ẵm chó lên chùa. Nói chó con nó bị stress dữ lắm. Mỗi lần mà mấy đứa con của con nó về thăm con á, là mấy đứa nhỏ nó quấn quýt với con á. Tại bình thường mấy đứa nhỏ nó đi học, đi ở xa hết trơn, không ai gần, thì ở nhà vợ chồng cưng con chó. Rồi con chó này nó quấn quýt, mà hễ khi nào mà đám con của cô đó nó về á, là con chó này nó stress, nó ăn không được, nó khó chịu. Dẫn nó đi khám bác sĩ, bác sĩ nói là nó đang bị stress, phải cho nó uống thuốc. Mà hãy mấy đứa con cổ mà nó đi về tỉnh khác hết là chó này nó bình thường trở lại. Chó cũng stress. Cho nên trong kinh mà nói à con nai nó nói như vậy, con vật nó thật sự nó không có nói gì hết đó. Nhưng mà ở đây cái sự giao cảm, ở đây muốn nói là tất cả những con vật nó cũng đồng cái tánh linh đó. Nhân cách hóa con vật để biết rằng tất cả con vật nó cũng đều có cái giống, nó cũng đi tha mồi vậy, nó nuôi cha nuôi mẹ nó vậy. Ở chỗ trên Tây Thiên hiện nay, ở chỗ cái bồn, cái hồ đó, Đức Quan Âm ở giữa cái hồ đó, ở dưới cái chân của kêu cái gì, chân của cái island đó, có một con vịt, con ngỗng, con vịt nó đang sinh và nó đang ấp trứng.
Thì tuần rồi có một chú Phật tử, chú tới rồi chú đi lân tân, chú đứng chú tới chú thấy Phật, chú đi tào ào vô. Con vịt nó tưởng đâu là chú tới, nó tấn, chú tấn công cậu, nó bay ra nó đá ổng liền. Nó đây ra nó bảo vệ con của nó. Rồi thì hôm khác cũng một cô Phật tử mà thường lên công quả trên đó cũng biết cái chỗ đó nó đang ủ. Cái cổ mới lại, cái nó dù ngóc cái đầu nó lên, nó định lên, cái cổ mới nói liền, cổ nói không không, tôi chỉ xin chụp tấm hình thôi, tôi không có làm gì hết á. Nó đứng yên cho cổ chụp hình. Đó là cái chuyện từng rồi đó. Cổ nói rõ, cổ nói là tôi không có làm gì hết, tôi chỉ tới chụp hình thôi. Là con vịt nó đứng yên cho cổ chụp hình trứng rồi mẹ con đó. Và cái chú kia chú tới chú không nói gì hết, chú ào ào vì chú lo chú ngó Phật Di Đà. Chú tới ngay cái chân của nó là ấy, nó tưởng đâu là chú tấn công chú, nó bay lên nó đá chú. Bây giờ ngài A Nan sửa lại y phục, đến trước Phật bạch rằng: Bạch Đức, bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn mới phát tâm Bồ Đề đã biết ơn báo ơn mà làm theo bốn việc kể trên là thế nào? Phật bảo A Nan rằng: Ở thời quá khứ cách đây vô lượng A Tăng kỳ kiếp, có một vị Phật hiệu là Tỳ Bà Thi, Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài ra đời để giáo hóa cho Phật, cho chúng sinh có duyên với Phật pháp. Giáo hóa xong, ngài mới vào Niết bàn. Sau khi chánh pháp tượng pháp của Phật diệt rồi, có một nước là Ba La Nại, nhân dân giàu có, đất đai phì nhiêu, vua dùng chánh pháp trị nước, không ức hiếp dân lành. Trong nước có một dãy núi tên là Tiên Thánh Sơn, trên núi thường có 500 vị Bích Chi Phật và rất nhiều thần tiên, lại có vô số cầm thú. Trong đó có một con sư tử tên là Kiên Thể, lông vàng chói lọi, mạnh khỏe, lực lưỡng, bệ vệ uy nghiêm. Khi cất tiếng rống, chim đang bay phải rơi xuống, các thú rừng đều sợ hãi đi tìm nơi ẩn nấp. Một hôm sư tử Kiên Thể đến chỗ khe núi, thấy một vị Bích Chi Phật thân tướng uy nghi thanh tịnh. Kiên Thể thấy thì lòng vui mừng không sợ, rồi từ đó cứ ngày ngày đến gần để nghe vị Bích Chi Phật tụng kinh thuyết pháp. Đức Phật kể một câu chuyện, có một cái vào cái thời của một vị Đức Phật đó tên là Tỳ Bà Thi, vào thời Phật Tỳ Bà Thi có một cái nước đó tên là Ba La Nại, và trên núi có một cái núi đó có 500 vị Bích Chi Phật. Bích Chi Phật đó là những vị tu đắc quả nhờ duyên giác. Bích Chi Phật cũng là duyên giác đó. Trên đó có một con sư tử tên là Kiên Thệ, và sư tử này thường ngày đến nghe vị Bích Chi Phật tụng kinh thuyết pháp. Bây giờ có người thợ săn thấy sư tử Kiên Thệ mình vàng chói lọi, hết sức mừng rỡ, liền tự nghĩ rằng: Nếu mình bắt được con sư tử kia, lột da đưa dân nhà vua, chắc sẽ được ban thưởng rất nhiều, bảy đời không phải thiếu thốn. Nhưng sư tử Kiên Thệ là chúa Sơn Lâm, cung tên khó có thể bắn nổi, và bẫy rập cũng khó có thể bắt được. Vậy ta phải lập mưu để bắt. Kiên Thệ thường kính mến gần gũi vị Sa môn Bích Chi Phật, ta phải giả dạng làm Sa môn, giấu cung tên và có tẩm thuốc độc dưới lớp áo cà sa, rồi từ từ tiến đến ngồi dưới gốc cây kia. Kiên Thệ thấy ta tất sẽ lại gần, lúc đó ta sẽ dương cung bắn thì chắc cả 100% là được. Bây giờ ông này lập cái mưu, lấy cung tên tẩm thuốc độc giấu dưới lớp áo cà sa, vì con sư tử nó cung kính đó, nó thấy người tu nó tới gần đó, ông này giả làm người tu. Nghĩ như thế rồi liền trở về nói với người nhà rằng: Tổ tiên ta đã trải qua mấy đời làm nghề săn bắn mà ta từng nghe nói có con thú nào lại có bộ lông vàng chói như thế. Huống nữa bây giờ ta được thấy thì phải bắt cho bằng được. Nói xong lập tức cạo đầu, khoác áo cà sa như đã định trước, rồi trở vào trong núi ngồi dưới gốc cây. Khi thấy người tỳ kheo giả mạo kia, sư tử Kiên Thệ sinh lòng vui mừng, tiến ngay lại gần liếm chân tỳ kheo.
Lúc đó người thợ săn dương cung bắn ngay, bị trúng tên độc sư tử gầm thét kêu rống, muốn vồ lấy người thợ săn mà xé xác, xé tan thân xác, nhưng lại nghĩ rằng đó là một vị sa môn mặc áo hoại sắc, là tiêu biểu của chư Phật hiền thánh. Nếu ta định giết thì chẳng khó gì, nhưng nếu ta giết người tức là phá hoại cái tiêu biểu của chư Phật hiền thánh vậy. Dễ sợ không? Nó biết là cái người xấu đó, nhưng mà cái người đó mặc áo cà sa là tiêu biểu của thánh hiền, mình không thể phá cái tiêu biểu đó được. Nghĩ như thế rồi liền nuốt giận chịu khổ. Một lúc lâu vì thuốc độc chạy khắp thân thể, sư tử cảm thấy đau đớn, khó nhẫn, lại định cấu xé người thợ săn, nhưng lại nghĩ rằng nếu giết thì không khó, nhưng chư Phật hiền thánh sẽ quở trách, hơn nữa người đời sẽ không phân biệt được thiện ác. Nếu mình xé nó như vậy, mai mốt cái chuyện này đồn ra, con người không còn phân biệt thiện ác, họ sẽ lợi dụng đó. Hồi xưa mặc áo cà sa mà tôi còn giết mà, cho nên nhất định nó không làm, để giữ cái tiêu biểu. Ai mặc áo cà sa, người đó mặc pháp phục, mình không thể phá hoại cái tiêu biểu đó. Cái này sâu lắm đó, để cho mình có thể quán chiếu trong cuộc sống của mình đó. Đây là một kẻ tiểu nhân, mang lòng thâm độc, âm mưu hại ta. Nếu ta không nhịn được thì cũng không khác gì kẻ kia. Người tu hành nhẫn nhục ai cũng kính mến, kẻ không nhẫn nhịn ai cũng ghét bỏ. Vì thế mà càng thêm phiền não tăng trưởng thì sinh tử thêm lên. Sinh tử càng tăng thì phải sinh vào những nơi nạn xứ. Sinh vào nơi nạn xứ thì xa lìa bạn lành. Xa lìa bạn lành thì không được nghe chánh pháp. Không được nghe chánh pháp càng sinh hoài nghi. Càng sinh hoài nghi thì phải xa lìa đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế ta không nên làm ác. Nghĩ như thế rồi liền nói bài kệ rằng: đối với người mặc áo pháp, xin tự nguyện bỏ mình, trọn không khởi tâm ác. Đối với người xuất gia, xin tự nguyện bỏ mình, trọn không khởi tâm ác. Nói bài kệ xong liền vật ra chết. Lúc đó trời đất rúng động, cầm thú sợ hãi bỏ chạy tứ tán. Trời xanh mưa máu, mặt nhật lu mờ. Bây giờ người thợ săn mới cởi bỏ áo pháp, cầm dao lột lấy da đem về. Khi về tới nhà liền đưa dân vua. Vua thấy vui mừng, mới nói với quần thần rằng: ta chưa từng nghe thấy có giống thú nào mà lông lại vàng chói như thế. Vậy mà hôm nay mắt lại thấy được thấy, thế mới lạ. Vua mới hỏi người thợ săn dùng cách nào mà bắt được da ấy. Người thợ săn tâu rằng: nếu bệ hạ có tha cho hạ thần thì hạ thần mới dám tâu. Nhà vua nói: cho phép nhà ngươi cứ tự do mà nói. Người thợ săn bèn thuật lại đầy đủ câu chuyện cho vua nghe. Nghe xong vua thấy lòng nghẹn ngào đau đớn, nói chẳng nên lời, liền triệu tập tất cả quan đại thần và các tiểu vương lại và tuyên bố rằng: các khanh nên biết, ta từng được nghe các bậc trí giả nói rằng, nếu có con thú nào lông mình sắc vàng, tức là vị Bồ Tát hóa thân. Vì hết thảy chúng sanh mà mở lòng Bồ Đề mà làm việc đại lợi ích, tại sao ngày nay tên thợ săn độc ác này dám dùng quỷ kế để giết hại một vị Bồ Tát? Này, nếu ta đem quan tước, bổng lộc, voi ngựa, của báo, cơm áo, tiền tài và tơ lụa mà ban thưởng cho kẻ ác nhân này, thì tức là ta đã vào hùa với y mà làm việc vô đạo vậy. Nói xong liền đem người thợ săn ra mà chém đầu, rồi đem bộ da sư tử vào trong núi, tìm lấy xác chết bọc lấy và dùng ngu đầu chiên đàn chất lên thành vàng mà đốt. Đốt xong thu lấy xá lợi, xây tháp cúng dường. Quý vị chiêm nghiệm lại cái chỗ: nếu mình, con sư tử nó suy nghĩ, nếu mình không nhịn được, nếu mình không nhẫn nhục được thì người đời ai cũng ghét bỏ. Tại vì thường thường á, người ta khen là khen cái người có nhẫn nại, có nhịn nhục, chứ ai đi khen cái người ăn thua đủ, phải không? Bởi vì thế càng thêm phiền não. Nếu mình gây gổ thì mình càng thêm phiền não tăng trưởng. Mà phiền não tăng trưởng thì cái gì nó đi theo? Sanh tử luân hồi.
Mà trong cái kiếp sanh tử luân hồi, chắc gì mình được vô chỗ tốt, mình sẽ rơi vào cái chỗ, cái nạn xứ, tức là cái chỗ mà có nhiều cái tai nạn. Vậy thì sinh vào cái xứ tai nạn thì cái gì mình không được gần? Không được gần bạn lành. Mà không được gần bạn lành thì không được nghe gì? Không được nghe pháp lành. Mà không được nghe pháp lành thì không hiểu gì hết, thì tâm mờ mịt nghi ngờ. Mà hãy càng mờ mịt nghi ngờ thì xa lìa đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái chuyện mà chúng ta tư duy. Con sư tử á, là một cái con sư tử là một loài chúa sơn lâm. Nó tượng trưng cho một sức mạnh. Mà cái tên của con sư tử tên gì? Sư tử tên gì? Kiên thể. Chữ kiên là gì? Là kiên trì. Chữ thể là thệ nguyện. Mình phải giữ cái lời thệ nguyện, mình kiên trì cái lời thệ nguyện đó không lung lay. Mà con sư tử này nó giữ cái gì? Kính Phật, kính Pháp, kính Tăng. Vị đó khoác lên người cái áo cà sa, biểu tượng của người tu. Tôi biết rằng cái người mặc cái áo này là không tốt nè, nhưng bây giờ tôi xé xác họ đó, là tôi làm mất đi cái hình ảnh đó. Rồi sau này người ta không, mà người ta có thể lợi dụng cái chuyện đó, thầy tu cũng phải diệt. Tại vì sao? Ác không có phân biệt được. Cho nên con sư tử nhất định chết, chứ không làm những cái điều, không có làm cái điều mà theo thế thường người ta làm. Nó hại mình phải hại lại chứ. Người ta đánh mình phải đánh lại chứ. Thành thử ra người tu á, lúc mà mình thọ giới là đã thọ cái này rồi. Đi vô thọ giới tỳ kheo 250 giới, truyền 4 giới chánh thôi. 4 giới ba la di là chánh thôi, còn tất cả giới khác các vị dạy rằng đây là dạy truyền 4 cái giới chánh, còn những cái giới đó các vị về mà tu học lại. Nhưng mà truyền cho mình 4 điều. 4 điều mà trọn đời người tu phải làm. Từ nay đến trọn đời, người ta đánh con không đánh lại. Người ta chế nhiễu con không có chế nhiễu lại. Người ta chửi mắng con không có mắng chửi lại. Thành ra 250 giới mà truyền 4 cái giới chính thôi, còn phải truyền những cái giới mà tại sao? Anh có giữ được 250 giới hay không là mấy cái chỗ này nè. Mấy cái vụ mà lặt vặt này nè. Tại vì sao? Nó là thường, nhưng mà chính nó sẽ phá hủy. Cho nên cái giới khinh nó dễ phạm lắm. Vì chính nó là khinh, là nhẹ. Mà chính nó nhẹ cho nên mình dễ gì? Dễ sanh lờn. Mà hễ mà sanh lờn cái giới trọng nó sẽ phạm. Cho nên các vị dạy giới rất là kỹ. Thường thường mình hay phạm vào những cái chuyện chính là tại vì mình cứ sao bỏ ngỏ những cái chuyện nhỏ nhất đó. Pháp Hòa ví dụ ha, mình khóa cái cửa chính thiệt là kỹ, nhưng mà ở cửa ra mình thờ ơ, đi ra đi vô không thèm khóa cửa, thì cuối cùng ấy, nhà mất sạch hết trơn, vô cửa nào? Vô mấy cái cửa sổ nè, nó vô cửa sổ nè, nó vô cửa gara, nó vô cửa sau nè. Mà lúc nào mà có chuyện gì chạy rần rần ra cửa chính coi. Cửa chính khóa chặt rồi nó đâu vô, nhưng mà giặt nó sẽ đi vào người cửa hông đó. Đó, phải là ví dụ vậy để đại chúng hiểu cái gì là khinh. Mà cái khinh là cái nhẹ, mà chính những cái nhẹ đó mình dễ lắm. Và sư tử thì có cái tên là kiên thể, là giữ cái thệ nguyện của mình một cách kiên trì. Giống như các vị mà trong kinh Pháp Hoa, các vị La Sát, tức là các vị đó hung dữ lắm, nhưng mà khi mà biết ai tu hành, các vị thệ nguyện lập tâm mà hộ trì.
thà trèo trên đầu chúng con chứ đừng não hại người trì kinh Pháp Hoa. Các vị mà kinh thường tôi không, các vị cứ trèo lên đầu tôi cũng được nữa, nhưng mà cái người tu đó là cái gì? Đó là sự bảo hộ, đó là nói lên cái lòng hộ trì cho cái người tu tập. Các vị đừng có não hại cái người mà người ta có tâm tu. Và ở đây cái câu chuyện này nó rất là được kể nhiều trong những cái buổi nói chuyện của các thầy, trích từ trong kinh. Mà thật ra những cái chuyện này nó nằm ở trong tiền thân của Phật hết á. Quý vị mà có dịp quý vị đọc kinh Hiền Ngu nè, quý vị đọc những cái bản kinh gọi là bổn sanh nè, đó là chuyện của cuộc đời trong quá khứ của Đức Phật rất nhiều. Bây giờ người thợ săn bị chặt đầu rồi á, Phật bảo A Nan và đại chúng rằng: các thiện nam tử, kiên thệ sư tử bấy giờ nay là Như Lai Thích Ca Văn Phật. Con sư tử đó là Phật Thích Ca đó. Bồ Tát thân cận thiện tri thức như thế, biết ơn và báo ơn. Bởi thế Bồ Tát thường được gần gũi thiện hữu tri thức và chóng thành được đạo quả, đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mình nghe nãy hôm mình học 3 buổi, 2 buổi chứ, tuần trước, tuần này, mình nghe được mấy câu chuyện tiền thân của Phật, thấy không? Mà những câu chuyện như vậy đó gọi là bổn sanh. À, còn ví dụ Phật kể chuyện Bồ Tát này sao, Bồ Tát kia sao, những chuyện đó gọi là bổn sự. Bổn sanh tức là Đức Phật tự kể lại cái quá khứ của Ngài. Còn bổn sự tức là nói những cái chuyện mà của các vị đệ tử, các vị thanh văn, các vị Bồ Tát. Và đó là một trong 2 trong 12 thể loại kinh mai mốt mình sẽ học tới. Kinh điển Đức Phật có chia ra 12 thể loại. Ví dụ Pháp Hòa nói, mình đọc câu chuyện vậy nè, những cái chuyện mà quá tiềm thân của Phật, cái mình nói, ồ, cái này thuộc chuyện bổn sanh. Còn Đức Phật kể những vị Bồ Tát cái mình, ồ, cái này thuộc bổn sự, chia loại ra. Còn ví dụ như Phật tự, Phật nói, Phật gọi các vị, Phật gọi cái đó là tự thuyết. Đâu ai hỏi gì đâu, Phật tự nói à. Rồi do một cái câu chuyện gì đó, thí dụ như trong câu chuyện bổn sanh nó cũng có một chút của cô khởi, nhân duyên. Ví dụ như Ngạ Nan thấy Đức Phật chăm sóc người bệnh vậy đó, Ngạ Nan hỏi: sao phải làm vậy? À, nhân như đó Phật có câu chuyện Phật nói trong đời quá khứ của Phật. Cái trường hợp vậy gọi là nhân duyên. Có một cái duyên do gì đó mà sự việc nó sẽ đến. Cho nên đây là cái sự phân chia 12 thể loại, để cho chúng ta khi đọc kinh là chúng ta biết tất cả những cái lời Phật dạy các tổ đã chia vào thành những cái hình thức như vậy. Thôi hôm nay mình nghe hết câu chuyện này thôi, kỳ sau mình học tiếp. Cảm ơn đại chúng. Nghe câu chuyện của sư tử kiên thể cảm động quá ha. Nếu mà ở nhà mình, hồi đó Pháp Hòa nhớ, hồi lần đầu tiên mà đọc cái này, tới cái câu chuyện này Hòa khóc. Thấy cái người con sư tử kiên thệ mà nó giữ cái nó biết suy nghĩ. Mà thật sự ra kiên thệ là mình, nếu mình kiên trì với cái lời nguyện của mình thì mình sẽ biết suy nghĩ. Mình nhịn không được cái này thì cái gì nó sẽ xảy ra? Mình không làm được việc này thì cái gì nó sẽ đến? Rồi cuối cùng cả một cuộc đời mình không kể cứ trầm luân ở trong mấy cái chuyện này hoài sao? Mình suy nghĩ vậy đó. Thật ra một câu chuyện này á, mình đừng, đây là một câu chuyện để cho cái cớ để mà chúng ta đem cái này ra chúng ta suy nghĩ.
Trên cái chỗ mà trầm luân sanh tử mà nhà Phật nói đó, nghĩa là chúng ta cứ lẩn quẩn, chúng ta cứ lẩn quẩn khổ vui hờn giận, lẩn quẩn mà suốt cuộc đời ở trong cái trầm luân sanh tử. Và trong cái lục đạo á, trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, một ngày mình sanh lên 6 lần ở các cõi. Sáng ra tâm mình phới phới ở cõi trời, ra cái đôi dép mất xuống xuống tầng A-tu-la, rồi cái đi ra ngoài kia cái người này cho mình gì cái mình cười vui mình nói, cái mình bắt đầu mình xuống cõi người, hết ba cõi thiện, ba cõi khá rồi ha, cái lát từ chiều tới cái bắt đầu mình xuống nữa, địa ngục ngạ quỷ súc sanh gì mình đầy đủ hết. Cho nên nhiều khi mình nói chứ đâu đợi chết mình mới luân hồi đâu. Đâu đợi chết mình mới luân hồi lục đạo đâu. Ngay kể cõi sống này, một ngày mình cũng đi đủ hết 6 cõi. Nhiều khi á, mình sống mà nói cho tôi giờ tôi không có cần, tôi không khai nữa đó, không cần biết gì nữa hết á. Thì mình sống mà không còn biết gì nữa đó, đó là đời sống của vô minh, Của súc sinh. Còn mình muốn nhai nuốt lẫn nhau, muốn hãm hại lẫn nhau, đó là sống của ngạ quỷ. Còn mình, còn nếu không á, mình đau khổ, mình dằn vặt, đó là đời sống của địa ngục. Tại vì địa ngục là gì? Địa ngục là khổ cũ, địa ngục là khả yểm, đáng chán, chán lắm. Nhưng một ngày mình sống mình chán chường, mình không có niềm vui, mình không có lối thoát. Và lục đạo luân hồi nó ở ngay trong cái đời sống của chúng ta, bằng cái tâm niệm của mình. Cho nên nhà Phật mới có một câu không? Mười pháp giới không rời một tâm niệm. Mười pháp giới không rời một tâm niệm. Hồi nãy Pháp Hòa nói lục đạo rồi phải không? Đó là gọi là lục phàm. Bây giờ tứ thánh nè: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Bốn cái cõi đó là bốn cõi thánh, cộng với 6 cõi phàm là 10 pháp giới. 10 pháp giới này được chia hai: tứ thánh, lục phàm. Mà nó không rời một cái tâm niệm của chúng ta. Hễ mà cái tâm niệm mình hướng về đâu thì mình sống vào cảnh đó. Mình hướng Phật thì mình sống Phật, mình hướng với duyên giác. Bây giờ mình hướng viên duyên giác đi, cảnh duyên nào cũng là duyên để mình giác ngộ. Mà hãy mình không có nghĩ vậy, mình nghĩ nó xấu hơn thì nó tệ hơn. Cho nên 10 tâm niệm không, 10 pháp giới không rời một tâm niệm là vậy. Nếu mà có cơ hội mình là anh đọc lại cái đoạn đó. Nếu mình không nhịn được thì mình sẽ mãi mãi sống bằng cái phiền não, khổ đau và luân hồi sanh tử. Mà chắc gì trong cái luân hồi sanh tử mình lại rơi vào cái chỗ tốt mãi đâu, lại rơi vào cái nạn xứ. Và một trong những cái nạn xứ đó là gì? Đó là không gần được bạn hiền, người tốt. Mãi rơi vào dầm cái chỗ mà không có người hiền bạn tốt thì mãi nghe những điều sai quấy. Nó làm cho càng ngày càng sai. Chỉ vì gì? Chỉ vì một cái chuyện không nhẫn nại được thôi. Mà thưa đại chúng, trên cuộc đời này nhẫn nại nó nhiều thứ lắm. Phải người ta chửi không đâu. Không phải chuyện đó không. Thí dụ bây giờ mình khởi tâm tham đi, mình không có nhẫn nại đừng tham, cũng rơi rớt. Chứ đâu phải chuyện mà gọi là nhẫn nại, chửi bới, gây gỗ hàng ngày. Chữ nhẫn là một sự, mình cái sự chịu đựng, mình sẽ chấp nhận bằng mọi cái chuyện nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Thí dụ như mình ham danh quá, người ta không cho mình danh, mình bực bội, mình khó chịu đó. Người ta lỡ mình, người ta không cho mình cái danh, mình sống mình không cần danh, đó cũng là một sự tu tập. Nhưng cái chữ nhẫn này nó không phải ở trong cái phạm vi gọi là chuyện lẫn quẩn giữa sự gây gỗ phiền não đó. Con sư tử này người ta hãm hại nó mà nó không nhẫn nại, nó xé người đó. Nếu mà câu chuyện này nó ra chuyện rất bình thường đó, tại cái người này xấu với nó phải xấu lại chứ, thì đó đâu có gì đâu để nói, phải không? Nhưng mà trước khi nó chết
nó cho mình một cái suy nghĩ. Ta thà là chịu khổ chứ không làm cái hình ảnh xúc phạm đến người tu. Và người tu ở đây là gì? Tượng trưng cho người có đạo đức. Cái người mà ta sống bằng cái đạo, cái đức. Bây giờ làm sao mình biết ai đạo ai đức? Thôi giờ tốt hết á, mình học theo cái cách của Thường Bất Khinh là: thế sao ta không học hạnh bất khinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử? Tại vì trong cuộc đời này có những người á, người ta ngoại hiện phàm phu nhưng mà nội tạng Bồ Tát. Có những người người ta ngoại tạng, ngoại hiện Bồ Tát mà nội tạng phàm phu. Tức là người ta hiện cái tướng phàm phu nhưng mà thật sự trong lòng ta là Bồ Tát. Không biết, mình không biết, cho nên thôi ai cũng là Bồ Tát đi. Rồi Bồ Tát gì, nó chửi tôi tối ngày Bồ Tát gì? Bồ Tát nghịch. Bồ Tát này là Bồ Tát nghịch. Luôn luôn làm những cái điều làm cho mình bực bội khó chịu, nhưng mà để cho mình thấy được cái sứ vật này của mình, lòng thương của mình, sự cung kính của mình. Nhớ không, hồi nãy mình học các vị đó cho mình cái cơ hội đó. Chờ Pháp Hòa nhớ hồi đó lần đầu tiên Pháp Hòa đọc cái kinh này, đọc tới câu chuyện sư tử kiên thể, mình cảm động. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc, rồi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ, nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.